Kính thưa chư quý thính giả cùng chư đồng đạo, để tiếp theo đến quyển nhì Tức Kệ Dân của Người Khùng. Đây là quyển thứ nhì mà Đức Thầy đã viết ngày 12 tháng 9 năm Kỷ Mão 1939 tại Hòa Hảo. Phẩm kinh này Ngài viết theo lối văn Thất Ngôn Trường Thiên, dài 476 câu, được mở đầu bằng câu: "Ngồi khùng chí đói nhìn cuộc thế", và chấm dứt bởi câu: "Ta ra sức dắt diều bá tánh". Vậy trân trọng kính mời chư quý vị cùng thành tâm theo dõi thánh phẩm này. Nam mô A Di Đà Phật. Ngồi khùng chí đói nhìn cuộc thế ơi, thấy dân mang siêu thế mà thương, chẳng qua là nam việt vô dương, nên tay ấp trải ra thảm thiết. Bạc không cánh đổi thay, chẳng biết vàng bị nghèo mấy chiếc chẳng còn. Mới mấy năm sao quái hao gì mòn, mùa màng thất đói đau không thuốc. Thương hại bấy lê dân đức ruột tham vợ con, đôi rách đâm đeo gặm chữ nghèo, thường mắc chữ eo, thêm gạo lúa lại tăng giá mắt. Nhìn cuộc thế đổi thay quá gắt, mấy thiên cơ mỗi phút mỗi thay, nếu thành suy như thể tên bay, đường dinh nhục rủi mai một lát. Ai phú quý giàu đài rai các ta đi khùng thương hết thế trần. Khuyên chúng sanh chẳng biết mấy lần, nào ai có tình tâm tìm đau. Trai trung liệt đáng trai hiền thảo ơi, gái tiết trình mới gái nam trào. Lời thánh hiền để lại biết bao, sao trai gái chẳng coi mà xưa. Đời tận thế mà con lần lượt chẳng chịu mau cải dư về lành. Làm Phật gì ơi phải được lòng thành, thì mới đặng giáng sanh cực lạc. Tương giới mũi cháo gạo đạm bạc, nghèo lương hiền biết niềm di đàng.
mà mai sao thoát khỏi tình ma, lại được thấy cảnh tiên nhà hàng. Trên bãi núi còn nhiều báo y lại, ráng tu tâm dưỡng y tâm coi đời, coi là coi được Phật được trời, coi phép là của tiên của thánh. Cuộc dương thế ngày nay mong ơi mắm ơi, mà sang giàu còn hiếp nghèo nàn, phải xả thân tầm bát nhà thòn, sao mới khỏi hầm tha xấu bắt. Đến chừng đói bốn phương có ai giặc khắp hoàn cầu, thiết thiết thai tha. Vậy sớm mau kiến chữ ma, thì Phật cứu khỏi nơi khói lường. Tưởng nhớ Phật như ăn cơm bữa, dòng cứu quyền sớm tôi mới mong. Chữ Nam Mô dẹp được lòng sầu, sao thấy được nhà tiên cửa thanh. Ghét những đứa giàu sang kêu hạnh ơi, thương những người đối rách cơ hàng. Cảnh phồn qua kho sánh lâm sang, sao sẽ có nhiều điều vinh hạnh. Coi trần thế hết suy tới thành, hết lâm nguy đến lúc khải hoàng. Tuy tu hành chịu chữ nghèo nàn, sao đắc đạo gặp điều cao quý. Coi trần thế hết suy tới thành, hết lâm nguy đến lúc khải hoàng. Tuy tu hành chịu chữ nghèo nàn, sao đắc đạo gặp điều cao quý. Mặc ba tánh đời này gì nghĩ ơi, ta điên khùng mà tánh lương hiền. Lòng yêu dân chẳng trồng bát tiền, mà dương thế cứ theo biếm nhàn. Sao lập hội thì già quá trẻ, khắp hoàn cầu đổi xác thai hồn. Đức Ngọc Hoàng mở cửa thiên môn, đặng ban thượng Phật tiên giới thanh.
khuyên trai gái học theo không mới mạnh. Sách thánh hiền giải đạo làm người, xem truyền thơ chẳng biết hổ người, mà làm thói điều thuyền lữ bố. Sao kẻ ấy làm mồi manh hổ ơi, cành núi non nhiều thú dị kỳ. Nói trọng ai hiền đức nhu mì, sát phạt kẻ bồi chai phạt chua. Đến chừng đó thiên la lưới bùa, mới biết rằng trời Phật công bằng. Nếu dương trần sớm biết ăn năn, làm hiền đức khỏi đường lao ly. Học ta đạo làm điều ta mỹ, theo dị đoan cung kiến tình tàn, thì sau này gặp chuyện thiết tha, đừng có trách khùng điên chẳng cứu. Thấy ba tánh nghìn tân yếm cười, học ai mà ngang ngược nhiều lời. Phụ mẹ cha khinh dễ Phật trời, chẳng có kể công sanh dương dục. Hương lê thử bài tường trong đục, mặt ý ai nghe phải thì làm. Lời của người di tịch núi Sam, chớ chẳng phải bài điều quyền nghi hoặc. Cảnh thiên trước thơm thoi nồng nặc, chẳng ở yên còn xuống phàm trần. Ấy vì thương trăm họ vạn dân, nam chẳng kể tâm thân lao khổ. Giải quê dốt khuyên người tính nơi ngồi, giải bán buôn thức giấc người đời. Rằng ngày nay ơi, có Phật có ai trời, kẻo dân thứ nhiều người kêu ngạo. Xuống mượn xác nhầm năm kỷ mão ơi, buồn sớm làng cứ ghét điên khùng. Nếu trẻ già ai biết thì dùng, chẳng có ép có nài ba tâm. Nghe điên dạy sau này thôi thầm ơi, đây chỉ đường cực lạc giảng sanh. Đừng có ham lên mặt hùng anh, xa địa ngục uổng thân uổng kiếp.
theo đạo lý nhất tâm mới kịp ngày nay đã gặp dịp tu hành. Niệm Di Đà ráng niệm cho rành thì mới được sống coi tiền thanh. Đức mình Chúa chẳng ai dám sánh, xưa mạc thương vùng gái non kỳ. Bởi do dương đáng bực tu mi, nay trở lại khác nào đời trước. Kẻ gian ác bị gươm ba thước, nơi pháp tràng chỉ kẻ hung đồn. Được thánh thời nhờ chữ Nam Mô, khuyên bổn đạo ráng mà trì chi. Xưa Tây Ba thất niên vũ lý, huống chi ta sao khỏi tiếng đời. Dòm biến trần cánh khổ vơi vơi, lao với khổ khổ lao chẳng xiết. Ghét bạo chuối lại xưa, trụ kiệt mất cơ đồ lại bị lửa thiêu. Thương minh dương bắt trước thuấn yêu, lòng hiền đức nào ai có biết. Thương trần thế kể sao cho thiết, mượn xác trần bút tả ít hàng. Kể rõ ràng những việc lầm than, mặt làng sớm muốn nghe thì chép. Việc tôi tỉnh khùng không có ép, cho giấy vàng điên chẳng có gì này. Lòng yêu dân chẳng nề vắng dài, cho bổn đạo giải khuây niệm Phật. Dịp xài đến đây truyền sự thật, ấy là lời của Phật giáo khuyên. Ráng nghe lời của kẻ khùng điên, Phật tiên thánh hải nên trọng kinh. Bệnh ôn dịch cũng đừng mời thân ơi, cõi ngũ hành chẳng khá réo kêu. Hãy gìn lòng chớ khái giờ theo, nói xiên xỏ cũng không nọ bêu. Đời quân hải ngày nay mỏng mẻo, khuyên thế trần hải ráng kiên dèn. Mặt tình ai lên ngựa xuống sen, ta chẳng có ham nơi phú quy. Trong bốn đạo từ nay kim chỉ ơi, đói với nghèo sắp đến bây giờ. Vì thương đời nên lao kể sơ,
cho ba tánh rõ lời châu ngọc. Nước Nam Việt ai là thằng ngốc, người đời nay như ốc mượn hồn. Chim tìm cây mới gọi chim khôn, người hiền đức mới là người trí. Theo Phật giáo sau này cao quý, được nhìn xem ngọc đế tử phân. Lại giữa kề bể ngọc các lần, cảnh phú quý nhờ ơn Phật tổ. Thấy ba tấm nhiều điều tai khổ, cùng thương dân nên phải hết nhì lời. Giáo lục châu chẳng có nghỉ ngơi, mà lê thứ nào đâu có biết. Dạy đạo chấm vì thương Nam Việt ở cao miên, vì mến như tầng hoàng. Trở về Nam đặng có sửa sang, cho thiện tính được rành chân ly. Trong sáu tỉnh nhiều điều ta mây ơi, tu hành mà dĩ kỷ quá chừng, thì làm sao thoát khỏi trầm luân. Khuyên bổn đạo ráng tầm nẻo chánh, chừng nghi lập hội xác thân mới rảnh ơi. Nếu không thời khó thấy Phật trời, khùng dại dân chẳng dám nghỉ ngơi. Đi chẳng kể tâm thân vàng can, cánh trần thế mặt ai thông tha. Chớ lòng ta chẳng đắm hồng trần, có thân thì ráng giữ lấy thân, để đến việc ăn năn chẳng kịp. Yêu những kẻ tâm đầu ý hiệp, mến những ai biết kiếm đạo màu. Cánh tay thiên báo ngọc đài lòng, ráng tu tỉnh tìm nơi an dường. Kẻ hiền đức sau này được hưởng ơi, phép thần linh của Đức Di Đà, lại được thêm thoát khỏi tai bàn, khỏi luân chuyển trong dòng lục đạo. Được Diêm Chúa yêu người hiền thảo, trọng những ai biết niềm Di Đà, lại được gần bề ngọc lòng xa. Coi chư quốc tranh giành châu bao,
trai nhỏ tuổi kinh thành, trưởng hi lão gái bia thờ biết chồng tuổi vàng. Ráng tỉnh tâm dẹp được lòng ta, thì được thấy Phật tiên thần thanh. Việc hung dữ hãy nên xa lắm, theo gương hiền trao sửa làm người. Sao tà tinh ăn sống nuốt tươi, mà ba tánh chẳng lo cài thiền. Miệng dương thể hai bài nói quyển ơi, sắp thanh hiền ghét kẻ nhiều lời. Khuyên chúng sanh niệm Phật coi đời, coi hạ giới dòng mây chơi dần. Ở chòm sớm đừng cho nhơi bận, ráng giữ gìn phong qua nước nhàn. Câu tam tùng bọn gái nước ta, chữ hiếu nghĩa trẻ trai cho vẹn. Ghét những kẻ có ăn bón sẻn, thương những người đói rách lương hiền. Muốn tu hành thì phải cần chuyên, tưởng nhớ Phật chớ nên say bùi. Kẻ phu quý đừng dông cơm ngồi ơi, sao đói lòng chẳng có ai mà dùng. Ta yêu đời than thở chẳng cùng, mà ba tánh chẳng theo học hồi. A-di-đà nhìn xem khắp cõi ơi, đặng trong chờ mong mỏi chúng sanh. Hiền hào quang ngũ sắc hiền lành, đặng tìm kiếm những người hiền đức. Kẻ tâm trí mau mau tỉnh thức, kiếm đạo màu đặng có hương nhờn. Chốn hồng trần nhiều canh nhút nhơ, ráng hiểu rõ quyền cơ mà tranh. Chốn tổ điểm ta nên xài lắm, tứ đổ tường đừng có nhiệm vào. Người tránh xa mới gọi trí cao, xa vốn vách mang điều nhớ nhuốc. Muốn tu tình nay đại gặp cuộc, Đức Di Đà truyền mơ đạo lành. Bởi vì Ngài thương xót chúng sanh, ra sắc lệnh bảo ta truyền dài. Nên khổ lao khùng không có nại, miễn cho đời hiếu đặng đau màu.
Ai muốn tầm đạo cả cao sâu thì hãy dẹp tánh tình ích kỳ. Mau trở lại đừng theo tà quỷ ơi, tham sân si chớ để trong lòng, phải giữ lòng cho được sạch trong mới thoát khỏi trong dòng bình khổ. Lớp đau chết kể thôi vô số, thêm tà ma yêu quái chật đường, chốn hồng trần nhiều nỗi thảm thương, làm sao cứu những người hung ác. Khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt hoành hiu, mấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Khắp lê thử biến di thương hại ơi, dùng phép màu lập lại thường quân. Việc thiên cơ khùng tỏ hết trơn, cho trần hạ tường nơi lao ly. Lão nào có bài điều mai mị, mà gác cái lường bốn đạo chúng xâm. Đức Minh Dương ngự chốn mi Nam Thành, đặng phân xử những người bội nghiền. Trung giới hiếu ta nên trao trẻ, hiền giới lương bốn đạo rèn lòng. Thường nguyện cầu siêu độ tổ tông, với ba tấm vàng dân vô sự. Đời quan hạ nhiều người hung dữ, nên xảy ra lắm sự tai ương. Đức Di Đà xem thấy xót thương, sai chư Phật xuống miền dương thế. Tu kịp kiếp nếu không quá trễ ơi, chừng đối đầu khó kiếm điên khùng. Cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sao tiêu diệt. Nay trở lại như đời trụ kiệt, hại tu nhân chơi có tranh giành. Tuy nghèo hèn mà chí cao thanh, được hồi phục nhờ ơn chư Phật. Hãy thương xót những người tàn tật, thấy nghèo hèn chớ khá khinh cười. Trên năm non dòng cũng tốt tươi, miền bãi núi mà sao bao quy. Mặt trai gái trẻ dài có ai nghĩ ơi, thì khoan cười tôi rất cảm ơn. Cùng ra đời truyền dạy thiệt hơn chứ, bốn đạo chớ nên khinh rèn.
Nay khùng đã hết dài quá trẻ, nên giữa đồng bóng lại có sông. Ở Tây phương chư Phật ngóng trông, chờ ba tánh rủ nhau niệm Phật. Làm nhân ái ác tiêu bệnh tật, vậy hãy mau tầm đạo Thích Ca. Phật tại tâm chớ có đâu xa, mà tìm kiếm ở trên non núi. Chúng đục đẽo những cây giới củi, đắp xi măng sơn phết như đặt tên. Ngục ba tỳ giữa kế một bên, chờ những kẻ tu hành giả dối. Khuyên sư giải mau mau cải hối, làm vô vi chánh đạo mới mộng. Đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu, hãy tìm kiếm cái không mới có. Ngôi tam bảo hãy thờ, trần đó tạo làm chi những cốt giới hình. Khùng nói cho già trẻ làm tin, theo lục tổ chớ theo thần tu. Khuyên bổn đạo chớ nên mê ngủ, thức dậy tầm đạo chánh của khùng. Đằng sao xem liệt quốc tranh hùng, được sanh sống nhờ ơn chinh bề. Qua phép lại biết bao mà kể ơi, chính từng mây nhạc trôi tiêu thiều. Kẻ tà gian sao bị lửa thiêu, người tu niệm sống đời thương còn. Không dưng lình Tây phương Phật tổ, nên giáo truyền khắp cả Nam Kỳ. Hồi long qua chọn kẻ tu mi, người hiền đức đăng phò chân chúa. Khuyên những kẻ giàu sang có của, hãy mở lòng thương xót dân nghèo. Cảnh vinh qua lại quá treo leo, nhà giàu có sao nhiều tai ách. Hỡi ba tâm rừng sâu có mạch, tuy u minh mà có đền vàng. Linh Quan Âm giải biểu khùng tròn, cho bổn đạo rõ nguồn chân lý. Lũ thầy đám ai bài cho khí ơi, mượn kinh luân tùng mướn lấy tiền. Chốn diêm đình ghi tội liên miên, mà tăng chúng nào đâu có ai rõ. Theo thần tu tạo nhiều chuông mỏ, từ xưa nay có mấy ai thành. Phật từ bi độ tự độ sanh, là độ kẻ hiền lương nhân ai.
xa giới phương lại cho kỳ quay, làm trai đàn che miệng thế gian. Kẻ vinh hoa phú quý giàu sang, mượn tăng chúng đặng làm chữ hiếu. Thương ba tánh gì không rõ hiểu, tưởng vậy là nhân nghĩa vẹn tròn. Thấy lạc lầm đây đông lòng son, khuyên bổn đạo hãy nắm tình ngộ. Ở dương thế tạo nhiều cảnh khổ, xuống quỳnh tuyền địa ngục khảo hình. Tuy lưới trời thưa rộng thinh thinh, chớ chẳng lọt những người hung ác. Khi nhắm mắt hồn lìa khói, xác quỷ vô thường dắt xuống diêm mi đình. Sổ sách kia tội phước đinh ninh, phạt giới thượng hai đường tỏ rõ. Tìm cực lạc đây rành đường ngõ, hãy mau mau tu tịnh mới mộng. Tận thế gian còn có bao lâu, mà chẳng chịu làm tròn nhân đạo. Kẻ nghèo khó ngục tiền thiếu, gạo mở lòng nhân tiếp rước mới làm. Làm hiền lành hơn tùng hơ hà, hai tướng Phật hay hơn ngõ re. Đã chăm đạo thêm còn sức khỏe, đặng nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn. Vẹn mười ơn mới đạo làm con, lúc sanh sống chớ nên phụ bạc. Nếu làm đám được về cực lạc, thì giàu sáng được tròn hai bề. Ý tước quyền làm ác ê hề, khi bỏ xác nhiều tiền lo lo. Kinh giới sám tụng nghe thánh, thoát lũ những bông tập luyện đã rành. Đậu với đờn kèn trong nhịp xăm, làm ăn rập đặng đòi cao gia. Tâm trần tục còn phân nhân ngã, thì làm sao thoát khỏi luân hồi. Những giấy tiền vàng bạc cũng thôi, chớ có đốt tốn tiền vô ly. Xưa thần tố bài điều ta mỹ, mà dắt diệu bái tánh đời đường. Thấy chúng sanh lầm lạc đáng thương, cõi âm phủ đau ăn của hôi. Đốt Phật lớn chùa cao bối, rối mà làm cho Phật giáo suy đồi. Tu vô vi chớ cúng chè xôi, Phật chẳng muốn chúng sanh lo lo. Tăng giới chúng mưa ăn đồ ngọt, nên bài ra cung kiến hoài hoài.
ý nhiều tiền chẳng biết phương ai, cũng với lại khó trừ cho đành. Kẻ nghèo khó tu hành ngay thẳng, không cầu siêu Phật bỏ hay sao? Lập trai đàn chạy chọt lao sao, bôi lên mặt làm tuồng hát Phật. Nay nhầm lúc mùa màng ngập thất, vậy hãy mau bỏ bớt dị đoan, ráng giữ gìn luân lý tam can, tròn đức hạnh mới là báo quy. Nay gần đến Long Phi xà dĩ, cảnh gian nan bái tánh hầu kề, thấy chúng sanh còn hỡi say mê khùng, chỉ rõ đường tà nẻo chăm. Tay lại kẻ vô hình hố ơi ảnh, ẩn sát phàm dình đạo Thích Ca, làm gian ác là quỷ là ma, làm chân chánh là tiên là Phật. Hiếm những kẻ không nhà không đất, mà sang giàu chẳng xót thương dùm, có lỡ lầm chửi mắng sùm, thêm đánh đập khác nào con vật. Ăn không hết lo dành lo cất, đem bạc trăm cúng Phật làm chi? Phật Tây Phương vốn tánh từ bi, đâu tung thiếu mà quơ mà tời. Khùng cả tiếng kêu dân ơi hỡi ơi, hài giúp cho kẻ đối mới nhầm, đến loạn ly khổ hạnh khỏi lầm, còn hơn đúc chuông đồng Phật bờ. Chẳng làm phước để làm hung dữ, rồi vào chùa lại Phật mà trừ. Phật Tây Phương có lẽ hiểu dư, dùng tâm mỹ chớ không dùng vật. Muôn bổn đạo tánh tình chân chất, rèn lòng hiền thương xót lẫn nhau, kể từ dài vàng lộn giới thao, Phật tiên thánh cùng nhau xuống thế. Cứu ba tâm không cần lễ mễ, để dắt diều đạo lý rành đường. Nước Nam Việt nhằm cõi trung ương, sao sẽ có Phật tiên tài thế? Khuyên sư giải bớt dùng của thế, gắn công tu đặng có xem đời. Tu thật tâm thì được thảnh thơi, tu giả dối thì lao thì ly. Không khuyên hết kẻ ngu người tri, ráng tỉnh tâm suy nghĩ đạo màu,
chuyện quyền cơ bí hiểm cao sâu, hại nghiệm xét hai đường tà chánh. Các chư Phật không khi nào rảnh ơi, tâm từ bi dẫn nhớ chúng sanh. Các chư thần tuần giảng năm canh, về thượng giới tâu qua thượng đế. Sổ tội ác thì vô số kể, còn làm nhân thì quá ít nôi. Hội công đồng xem xét hẳn hồi, sai chư tướng xuống răng trần thế. Đau nhiều chứng dĩ kỳ khó kể ơi, sắp từ nay lao khổ đến cùng. Kẻ dương gian khó nổi thung dung, người bảo ác không toàn tánh mạng. Đường đạo lý chớ nên chán nản, hãy bền lòng tầm Phật trong tâm. Phật Tây Phương thiệt quá xa xăm, phải tìm kiếm mở trong nào tri. Sao đám diệt sơn băng kiệt thủy ơi, khùng thảm thương ba tánh quá chừng. Nhìn xem trần nước mắt rưng rưng, cảnh áo nào kể sao cho xiết. Ta dạy dỗ là vì tình thiệt, cho bá dạy rõ biết người khùng. Thấy dương trần làm dữ làm hung, nên khuyên nhủ cho người lương thiện. Chữ lục tự trì tâm bất diễn ơi, thì lâm nguy có kẻ cứu mình. Ai lòng nhân hoặc chép hai in, mà truyền ba đặng nhiều phước đức. Trong ba tâm từ nay buồn bực khùng, yêu dân chi rõ đau màu. Giảng trì tâm tưởng niệm canh thâu, nằm đi đứng hai ngồi chẳng chấp. Việc biến chuyển thiên cơ rất gấp, khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành. Cầu linh hồn cho được giảng sanh, đây chỉ rõ đường đi nước bước. Hãy tưởng Phật đừng làm bảo ngược, tại phần hồn dạo khắp thế gian. Vào xác trần nước mắt chưa chan, khắp lê thử nghe lời thì ít. Chốn sơn lạnh bây giờ mù mịt, cho nên dân dài chẳng nghe lời. Kể từ nay nói chuyện chiều mới, chớ chẳng nói giông dài khó hiểu.
cờ đã thất còn chờ nước chiếu gì mà còn ăn con chốt làm chi nhớ. Ai là người quân tử tu mi phải sớm xử thân mình cho vẹn. Chừng lập hồi khỏi thòi khỏi thẹn với Phật tiên cũng chẳng xa chi. Lời cao siêu khuyên hãy gắn ghi, ta ra sức dắt nhiều ba tâm. Nam mô Tam giáo quỷ nguyên phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật. Bửu ngọc vàng lai rõ đạo màu, sơn tầm hạnh thích nẻo cao sâu. Kỳ giả thức tâm tìm đạo lý, hương tuyệt đăng lui bài phục cầu. Nam mô A Di Đà Phật.